Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong những cái video trước thì em đã trình bày cho các bác, đã đánh giá cho các bác rất là nhiều cái dòng xe Touring của hãng Gian và là cái dòng Touring duy nhất có giảm sóc. Thì hôm nay em lại tiếp tục đánh giá cho các bác, đó là dòng Touring XCR3500. Thế nhưng mà nó lại có một cái dòng cao cấp hơn XCR3500 và giá tiền rất là mắc, gần 20 triệu đồng khi mà mua mới. Thì đó là XCR3700 và hôm nay em có may mắn được nhập được một chiếc XCR3700. Và đây là một trong những con rất là đặc biệt, rất là hiếm khi mà mua được. Và em muốn đánh giá, giới thiệu với các bác nó hơn ở 3500 ở cái gì, XCR3700 nó hơn 3500 ở cái gì và nó đắt hơn ở những cái gì. Đây cũng là cái dòng Touring của Gian có giảm sóc và gần như là đó là cái dòng cao cấp cuối cùng nhất, nó còn tốt hơn cả XCR3500 nữa. Thì bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết chiếc xe này. Đây, các bác đang nhìn thấy là tổng thể chiếc xe đạp XCR3700. XCR3700 đây là dòng Touring đi hỗn hợp các loại đường có giảm sóc của hãng Gian. Thì cấu hình của nó, em đi về cấu hình, chiếc này xe này size S, và cái chiếc mà em đang đánh giá này là size S. Về nước sơn thì em đánh giá là khoảng 90%, khá là đẹp, không có xước xước gì cả. Về cấu hình thì nó khác XCR3500 ở cái gì, đầu tiên ở cái đùi đĩa. XCR3500 thì được trang bị một cái đùi đĩa trục đặc và là 3 tầng. Còn ở XCR3700 là chiếc xe này thì được trang bị đùi đĩa trục rỗng và lại chỉ có 2 tầng thôi, bởi vì cái dòng xe này nó không làm cái đĩa nhỏ để leo núi, nó không thiên về leo núi, cho nên là cái đĩa nhỏ trong cùng người gần như cũng không sử dụng. Cho nên người ta thiết kế cái đùi đĩa cao cấp hơn là đùi đĩa như kiểu gần như của xe đua, nhưng mà lại ít răng hơn xe đua một tí. 2 tầng và đĩa nhôm. Các bác nhìn thấy đĩa nhôm bao giờ nó cũng đắt tiền hơn là đĩa bằng đĩa thép. Thứ nhất nó nhẹ, thứ hai là nó giảm trọng lượng nhẹ này, và thứ hai là nó chế tạo nó đắt tiền hơn rất là nhiều. Đùi đĩa trục rỗng nhôm. Tiếp theo là cái bộ phận bộ đề, thì là bộ sẽ là bộ đề DOG, như các bác biết thì nó cao cấp từ hơn Tourlay cuối cùng này, xong rồi đến Antut này, xong đến Anivio này, xong đến Acera này, xong đến DOG. Acera đến Alivio, xong rồi mới đến DOG. DOG đứng thứ 5, gần như cuối rồi, chỉ sau DOG XT. Và tiếp theo đó là những cái bộ phanh dầu của hãng Shimano luôn, vành Mayer, tất cả là của nguyên cặp của hãng Gian. Lốp 700C nhân 38, quả lốp 700C nhân 38. Gai vừa phải, gai lốp vừa phải. Đi hỗn hợp các loại đường. Yên của chiếc xe này đẹp, yên còn rất đẹp, nói chung là ngoại hình xe rồi còn rất là đẹp. Riêng xe này đã được trang bị là giảm sóc hơi của hãng SR Suntour. Giảm sóc hơi các bác nhá. Đây, trên đây thì có một cái lúm, một cái lắp để chụp cái đầu hơi. Đấy, chụp đầu hơi. Đằng trước cũng là một cặp bánh giống cặp bánh đằng sau, quả lốp 700x38C. Gai da rắn vừa phải để mà đi hỗn hợp mọi địa hình, đường phố cũng đi được mà đường hơi sỏi đá một chút cũng được. Cộng thêm cái giảm sóc hơi này thì giảm sóc hơi 700C này thì giúp cho chiếc xe hoạt động rất là êm ái, đi không bị cúi quá và tư thế cầm rất là thoải mái. Phần chuyển số của chiếc xe thì được trang bị một cái đôi tay chuyển số Shimano SLX chính hãng nguyên bản 100% của nhà máy. Thì như các bác biết, có thể tra trên mạng thì Shimano SLX thì nó tốt hơn cả DOG,
cho cái việc chuyển số. Cái bộ đề bên dưới rất là mượt mà. Đi đương nhiên là phanh dầu Shimano rồi. Thì cái thằng từ thằng Gian ATX 777 cho đến XCR 3500 hoặc XCR 3700 thì bao giờ nó cũng trang bị cái phốt tăng mà có thể giật lên giật xuống của ghi đông được. Và cho cái miếng trên về ra đằng trước thì cái ghi đông sẽ lùi về đằng sau. Còn cho cái miếng trên về đằng sau thì ghi đông sẽ lùi giật lên đằng trước. Đấy thì thằng ATX 777, ATX 820, XCR 3500 và XCR 3700 nó sẽ có cái phốt tăng này. Đây là bên này của chiếc xe, phanh dầu, giảm sóc hơi. Nước sơn thì còn khá là đẹp. Nước sơn rất là đẹp, trên khoảng 90%. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo, có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác.
thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.